Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nói một cái bài là kinh nghiệm học tiếng Séc cũng như tiếng nước ngoài. Thì vì cũng có nhiều bạn hỏi sao mà em nghe mãi mà không nghe được họ nói gì. Rồi các bạn đâm ra chán nản, hoặc có những bạn là như vậy là nghĩ là không thể nói được tiếng tiếng nước ngoài ngữ. Thì bây giờ mình nói kỹ hơn một chút. Trong quá trình học thì mình có nói rồi, bài các bài học mình có nói rồi, nhưng bây giờ mình nói kỹ hơn một chút để các bạn hiểu, là đối với những bạn nào mà đã có một cái ngoại ngữ rồi thì học ngoại ngữ thứ hai rất là đơn thì dễ hơn. Còn bạn nào chưa có ngoại ngữ nào thì vào một ngoại ngữ, ví dụ tiếng Séc chẳng hạn, là ban đầu rất khó khăn. Thì bây giờ là các bạn phải trước tiên là phải có lòng quyết tâm đã. Và cái lòng tự trọng, ham học hỏi. Tức là bạn cảm thấy sống ở nước ngoài, bạn có thấy rất bực mình khi mà bạn không nghe, không hiểu cái gì cả. Từ cái nhỏ nhất cho đến lớn nhất bạn chẳng hiểu cái gì cả. Thì như vậy thì bạn phải có cái lòng tự trọng của mình và quyết tâm phải học hỏi. Thì bạn mới học được. Còn bạn mà cứ nghĩ à không hợp, không được thì thôi kệ mày. Đã có những trường hợp ở vào trong nhà máy không hiểu tiếng, người ta nói đường mình làm đường rồi họ không, rồi đâm ra là nhiều khi là họ nói hay thì mình tưởng họ chửi mình, thế là cuối cùng đánh nhau ở trong nhà máy. Nhất là các cái những người nước ngoài với nhau, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng chẳng hiểu nhau, cuối cùng đi đánh nhau. Nên là các bạn phải có một cái quyết tâm. Với thứ hai mình cũng tâm sự là nếu như các bạn mà có đã được sang Séc rồi mà các bạn mà muốn ở lại Séc thì các bạn phải học tiếng. Cái là cho mình. Cái thứ hai nữa là sau này đi thi về tờ vang lì á, là nó sẽ cần học tiếng, phải biết tiếng. Chứ bạn không biết tiếng thì khổ lắm. Mà các bạn cũng đừng nghĩ nhiều bạn bây giờ làm được mấy năm rồi về rồi ở Việt Nam cho sướng, cũng không phải đâu. Tốt nhất là theo mình đối với Việt Nam chúng ta thì có lẽ muôn đời chẳng có khá lên được. Đâm ra là các bạn cố gắng ở bên này đi, bởi vì mình thấy ở bên này làm ăn nó dễ hơn. Thứ hai, bọn ở tiệp này thì là họ rất cần về lao động. Từ trước đến nay tất cả các khối Đông Âu thì người nước nước Séc và trước đây Đức nữa là nhập lao động tương đối nhiều. Như Ba Lan, Hungary các thứ có nhập đâu. Nhưng còn nước Séc là họ nhập rất nhiều, bởi vì họ có nền công nghiệp tương đối phát triển và người họ ít. Mà thứ ba dân họ lười làm. Nên các bạn cố gắng ở lại đi. Còn các bạn mà khi có tờ van ly rồi thì các bạn không thích ở bên này thì các bạn về Việt Nam rồi một thời gian các bạn lại sang. Mình ở đây mấy chục năm này cũng cứ đi đi về về vậy, mình có bao giờ bỏ nước Séc đâu. Nên các bạn phải có một cái lòng quyết tâm mà học. Chứ các bạn nghĩ ở bên này buồn quá để muốn ở là ở mấy năm kiếm được ít tiền rồi về về mấy hôm các bạn lại chán rồi các bạn lại bỏ sang, mà lúc đó lại sang mà các bạn bỏ giấy tờ đi là các bạn chết luôn. Nên là các bạn phải học để mà cố gắng làm cái tờ van ly, sau đó các bạn thích thì ở lại thì ở, mà các bạn về thì về, thì đi đi về về rồi tương lai cho con cháu nữa đấy. Thì mình khuyên các bạn vậy. Còn bây giờ mình nói là đó, thì vì như vậy mà các bạn cố gắng mà học. Chứ còn mình thấy nhiều bạn lười học quá, cứ cái gì cũng không biết. Bây giờ qua rồi cái thời kỳ mà các bạn đứng đường và dân đứng đường ngoài gọi là ngoài chợ các thứ rồi là buôn bán không cần biết tiếng lắm, hoặc buôn bán cho Đức rồi là không cần biết tiếng Tiệp, tiếng Séc. Nhưng mà mình thấy bây giờ càng ngày càng làm ăn càng khó khăn. Bây giờ cái mở ra các hồi trước bọn mình là cứ mở chợ là có tiền, nhưng bây giờ có ai mở chợ mới nữa đâu. Nên là không biết tiếng thì phải đi phải biết tiếng để làm nhà máy thôi, chứ bây giờ đứng quầy đứng quán thì nó ít lắm. Mà cái lớp trẻ sau này họ cũng không thích đứng quầy nữa. Nên là các bạn phải học tiếng để mà đi vào nhà máy làm. Như vậy là tốt nhất. Nên là các bạn phải học. Thì bây giờ muốn bạn phải học thì phải có một cái phương pháp học tập đúng. Về cái phương pháp học tập đúng đó là gì?
Cái thứ nhất là cái tiếng Séc á, tiếng nước, bất cứ một cái thứ tiếng nào á thì nó cũng đòi hỏi học mọi lúc mọi nơi. Có nghĩa là khi bạn đã có quyết tâm rồi thì không thể ngồi một, ví dụ bạn ra đường hoặc đi đâu hoặc là bạn đọc báo hoặc xem tivi hoặc cái gì á, rồi bạn cũng nghĩ là trong đầu mình là có tiếng tiếng Séc. Đó, ví dụ bạn ra đường, bạn thấy cái con đường, cái cây mình cái cây là gì, tiếng Séc là gì ta? Rồi bạn muốn muốn mua cái này, bạn ở cái này không biết tiếng Séc là cái gì ta. Thế bây giờ bạn cứ nghĩ trong đầu như vậy. Hoặc là bạn nhiều bạn cẩn thận nữa thì cứ làm viết một vào mảnh giấy mấy tờ, mấy từ, rồi là ngày học vài ba từ. Lúc cái học từ thì khi nó mới nhớ, khi quên, nhưng dần dần bạn chăm chú học nhiều thì nó sẽ nhớ. Thì cái đó là mình nói là học mọi lúc mọi nơi vậy. Đó thì bạn, ví dụ bạn đi trên đường, bạn nghĩ hôm nay mình nói câu này bằng tiếng Séc là nói thế nào, bạn nhẩm nhẩm trong đầu, bắt đầu là bạn nói. Bởi vì bạn đã học ở nhà rồi thì bạn sau đấy bạn nói đi nói lại sao bạn nhớ. Rồi hai nữa là bạn phải xác định các bước trong học ngoại ngữ, mỗi loại ngoại ngữ có một điểm chung, một điểm riêng. Ví dụ như trong tiếng Séc á là bạn phải học tốt về cái để nói tốt á, thì bạn phải hiểu, học được ngữ pháp của nó. Ngữ pháp của nó là một trong những cái ngữ pháp tương đối khó. Khó thì nó không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải nhớ nhiều và có phản xạ nhanh khi nói. Thực ra người Séc đôi khi họ nói vẫn cũng không đúng ngữ pháp, cũng có khi sai, nhưng mà sai không nhiều đâu. Nhưng mà người nước ngoài thường nói bị sai ngữ pháp, bởi vì mình ít nói và nói phản xạ ngữ pháp không tốt. Nhưng mà bạn phải học ngữ pháp để bạn, nó là cái ngữ pháp nó quan trọng ở chỗ là các cái từ ngữ trong câu, các cái ấy trong câu nó đều theo một cái ngữ pháp nhất định để nó diễn tả những cái ý muốn của con người ta. Đó, ví dụ trong phần ngữ pháp mình đã nói nhiều là các cách, các thứ, chứ nó không có cái tính chất ghép ghép các từ như trong tiếng Việt và tiếng Anh. Đó, nó không biến đổi, nó phải biến đổi đuôi liên tục. Nên các bạn phải học được ngữ pháp. Ví dụ như tiếng Việt ta thì vì học rồi chơi rồi gì gì đó thì nó cứ ai học ai chơi nó giống nhau, nhưng mà tiếng tiếng Séc nó khác, nó thay đổi hoàn toàn. Nên các bạn phải học ngữ pháp. Mới đầu thì có thể những câu dăm ba câu đầu thì các bạn chưa cần ngữ pháp lắm, nhưng mà càng học và càng lâu thì các bạn phải thông thạo ngữ pháp. Đó. Thì bạn với học được. Còn đặc điểm của cái tiếng Séc là bạn không cần phải viết nhiều, bởi vì nó là viết sao thì đọc vậy, nên khi bạn đọc tốt rồi thì bạn tự là bạn viết ra thôi. Có thể là có nó thiếu dấu, một cái dấu, thường thường cái dấu sắc ấy, là hay quên, thì bởi vì nó không nhấn ở trọng âm, nó ít nhấn, mà khi cũng nên là hay bị quên cái dấu sắc. Nhưng cái đó cũng không cơ bản lắm đâu, mà các bạn viết thì thường thường là thiếu dấu sắc thì người ta vẫn hiểu được một phần, còn nói chung là hiểu, nó không được toàn chuẩn lắm thôi, nhưng thiếu cái dấu sắc ở trong các cái từ ấy, thì nó đôi khi nó cũng vẫn bị. Nhưng mà chủ yếu là bạn đọc đọc được, nói được thì tự nhiên bạn viết được, nên cái viết là không quan trọng bằng cái đọc và cái ngoại ngữ đó. Nhưng mà tiếng Anh thì nó khác, ví dụ nó phải đọc, phải viết được, viết một đường, đọc một đường, rồi nghe cũng khó. Nhưng mà tiếng Séc thì nghe cũng dễ, bởi vì nó gần gần giống tiếng Việt, nhưng mà là họ lại nói lại nhanh. Nên các bạn phải xác định được là cách nghe thế nào cho nó chuẩn. Đó, bạn nhiều bạn có một thói quen là khi nghe người Séc nói á, là các bạn dịch sang tiếng Việt. Như vậy là không được, bởi vì khi bạn dịch một từ thì người ta nói từ thứ hai, thứ ba rồi thì nó bị chậm lại, nên bạn chỉ nghe được một từ, dịch được một từ, trong các từ khác là không nói được cái gì cả. Nên là các bạn không không thể là bỏ cái tính là cái thói quen là dịch trong cái câu họ nói gì là bắt đầu dịch ra tiếng Việt, không được, cái đó không thể dịch được kịp, các bạn không thể dịch kịp được đó. Còn về học tiếng Séc thì đầu tiên các bạn nên là trình tự đầu tiên là các bạn phải học cách phát âm chữ cái.
thì học cách phát âm chữ cái thì có mấy thì nó cũng dễ thôi, các chữ cái thì hơn giống nhau, còn các cái chữ mà có dấu móc thì mình trong cái bài học đầu tiên mình đã nói rồi, các bạn học ấy học tập phát âm các chữ có móc thôi, các chữ đặc biệt ví dụ trong tiếng Séc thì có chữ sờ này là rena này, rồi sờ này là sikat này, ví dụ sờ r có móc đó. Đó hai cái từ đấy rồi chữ sờ nặng, sờ có dấu móc và sờ không có dấu móc, sơn này, sơn này, đó thì những cái từ đó nó hơi khác là bạn phải tập phát âm, thì phát âm chữ cái. Đấy, thì sau khi được phát âm chữ cái thì mình nghĩ cái phát âm chữ cái ở tiếng Séc nó không khó lắm. Các bạn đôi khi nói không được chuẩn về những cái sờ có móc ấy. Ví dụ mình là lekas thì nó có chữ sờ sau nhưng mà sờ sờ nó vẫn rung lưỡi nhưng mà phát ra gần giờ không không phải chữ r mà là chữ sờ, sờ rung lưỡi, nên là các bạn cố gắng tập phát âm cái chữ đó thì nó phát âm chuẩn thì tốt, mà không phát âm được cái chữ đó thì nó hơi hơi một chút cũng không sao, nhưng đại khái là ý mình nói là cái phát âm thì nó không thành vấn đề đối với người Séc, ở với tiếng Séc từng chữ đó. Rồi sau khi bạn học phát âm xong từng chữ cái rồi thì bắt đầu bạn phải học các cái thực cần thiết cơ bản ban đầu cho cuộc sống hiện tại, các từ mới đơn giản, đó là các cái bài mà mình đã nói, bài 1, bài 2 đó, thì các bạn phải học được các cái từ đó, các cái từ đơn giản thôi, chào này, dobry den, naslendano này, rồi ăn thì giờ thế nào, rồi đi thế nào, đứng thế nào, rồi hỏi thăm tên mày là gì, các thứ đó, thì những cái thứ đó là những cái từ cơ bản đó. Thì những cái từ cơ bản đó thì các bạn phải học, các bạn không được bỏ qua giai đoạn, các bạn nhiều các bạn là mới học được hai ba câu nghe ra đường nó khó không nói được, các bạn không nó họ nói không nghe là các bạn chán, không phải đâu, cái gì nó cũng phải có từ từ, tất cả mọi cái là tiếng học tiếng là phải từ từ, đầu tiên học cơ bản đã, còn họ nói cái gì mình không hiểu kệ nó, mình chưa thể hiểu được đâu, nên mình cứ phải học theo cái quy trình của mình đó. Đó thì là bạn phát âm từ số từ cơ bản nhé, cần thiết nhé, bạn cứ phát âm cho đúng, và để phát âm đúng thì bạn nên dùng phần mềm translator.com, thì đây cái phần mềm này á, là cái phần mềm rất là hay mà các bạn tập, ví dụ như tất nhiên ở đây nó có tiếng Séc nữa này, đó thì tiếng Séc là bạn nói này, ví dụ bạn đặt vào đây tiếng Séc này thì bạn phát âm ví dụ như dobrý den, đó nó hiện ra dobrý den, rồi đó thì bạn tập phát âm như vậy rồi bạn nghe lại Dobrý den, dobrý den. đó, rồi sau khi bạn mà nghe được cái tập được cái tiếng này, bạn nói cái gì mà nó ra đúng á thì tốt, mà nó không ra đúng thì bạn cũng đừng có ngại, cũng đừng có gọi là nản chí, bởi vì cái phần mềm này nó khi nói chuẩn thì nó phải ra đúng, còn nói sai nó không ra đâu, nó sai một tí nó không ra, nhưng nhiều khi bạn nói sai trong cuộc sống thì người ta vẫn hiểu, nhưng trong phần mềm này nó không hiểu, nhưng mà các bạn tất nhiên cố gắng nói đúng thôi, nhưng các bạn nói không đúng được thì nó cũng phải chịu, bây giờ là ví dụ như mình thì tất nhiên mình nói thì nó ra đúng rồi, nhưng các bạn mới nói thì không bao giờ ra đúng được, mà không ra đúng được thì các bạn phải tập thôi, mà các bạn phải tập, mà tập không được tập thì từ từ dần dần nó quen hết à, mà đến một lúc nào đó bạn tập không được thì cũng phải chịu, nhưng mà đại khái là nếu mà bạn nói tập không được mà ra đường nói người người Séc hiểu thì cũng tốt, nhưng mà cố gắng tập cho đúng để nhờ, ví dụ mình có những cái kinh nghiệm học mà để mà nói chuẩn á thì tất nhiên tiếng Séc thì mình nói thì nó ra đúng hết toàn bộ rồi, nó chả sai cái gì cả, nhưng mà ví dụ mình bây giờ mình nói sang cái học, ví dụ như học khó nhất là học tiếng Anh, phát âm bây giờ ví dụ mình nói một cái từ á, mình nói là không thể nói được hai cái từ giống nhau, ví dụ như từ ví dụ mình những cái từ nó dễ dễ thì nói được, how are you,
thì nó ra là how are you đó. Thế là thầy nói được, nhưng ví dụ như những cái từ từ này khó nói này, đây là mình lấy tiếng Anh, tại sao mình không nói, mình không nói là tại sao mình lại đưa tiếng Anh vào đây, bởi vì mình nói là tiếng Tiệp thì nó dễ nói thì nó ra, nhưng tiếng Anh nói thì nhiều khi nó không ra, nhưng mà các bạn học tiếng Tiệp áp dụng sang tiếng Tiệp luôn. Đấy, ví dụ như một cái từ mà bạn nói nó không ra thì bạn phải có cách nào để mà nói, vì hai cái từ được gần gần giống nhau. Ví dụ như mình nói cái từ này working, working và working, hai cái từ đó là nghe bạn nghe không ra thì bạn nói không được là nó không ra. Một từ là làm việc, một từ là đi bộ, nhưng hai từ nó gần gần giống nhau. Ví dụ bây giờ mình nói I am walking. Đó, đó là tao đi bộ. Nhưng bây giờ cái từ I am nói là bây giờ cái từ I am làm việc. I am working thì nói làm việc thì nói sao? Bây giờ mình nói nếu mà nói nó không ra đâu. Nếu mà nói không chuẩn nó không ra. Ví dụ mình nói lại nhé. I am working. Nó cứ ra working. Đấy, nhưng mà bây giờ mình nói này. Ví dụ mình nói lại từ này I am working, nó ra ngay working, nhưng mà tại sao hai cái từ này lại giống nhau vậy mà bạn sẽ phát âm không được? I am am working, đó nó lại ra như vậy. Bây giờ để I am working. Đó thì nó lại nhẹ nhẹ sang linh tinh. I am working. Đó thì nó ra vậy. Thì bây giờ cái từ này ví dụ như copy lại đi. Bây giờ phải copy hai cái câu này lại, nghe nó nói thì mình phải nói ra chuẩn được. Bây giờ bạn nghe nó nói này, hai cái từ này nó hoàn toàn nghe như giống nhau nhưng mà nó thực ra nó khác nhau. I am working, I am walking. Đó, hai cái từ này bạn có nghe nó nói hoàn toàn là giống, nghe mà không chuẩn á, là nó giống nhau nhưng mà thực ra nó khác nhau. Khác nhau là nên là khi các bạn nói những cái từ nào nó gần gần giống nhau á, bạn nghe không không được á, thì bạn viết vào thế này rồi nghe nó đọc. Nghe nó đọc thì tự nhiên là bạn sẽ phát âm ra đúng. Ví dụ mình nói cái tại hai cái từ nó khác nhau cái gì, một cái thằng ở trên á là water king, water có or king, còn thằng đằng sau thì uo uo chỉ có uo thôi không có r nữa. Đó thì nó ra là hai chữ khác nhau. Bác đang nghe lại nó nghe chậm chậm. I am working, I am walking. Đó thì nó có, bạn có nghe là một cái là working, một cái là working, nên là ý mình nói là để mình lấy một cái ví dụ về cái phát âm để các bạn biết, tức là khi các bạn mà hai từ nó gần gần giống nhau thì các bạn nên viết vào đây, sau đó các bạn đọc cái phần mềm này cho nó, phần mềm này nó đọc xem nó nói cái gì khác nhau, bắt đầu mình mới bắt đầu phát âm ra được. Đó là cái tập vậy. Còn nữa là nếu những cái từ nào mà bạn không biết thì bạn có thể viết bằng tiếng tiếng Việt. Bạn tiếng Việt sau nó dịch sang tiếng Anh cho bạn thì lúc đó bạn là sẽ tự nhiên là vừa nghe được, vừa học được, vừa nói được. Nên là cái phần mềm là phần mềm rất hay, mà đây phần mềm là của Google. Nó làm nên các bạn học là phải sử dụng, thường xuyên sử dụng phần mềm này thì các bạn sẽ chuẩn, không sai tí nào hết. Rồi. Rồi xong khi các bạn mà học được bắt đầu phát âm đúng rồi nhá. Đầu tiên là các bạn quan tâm đến cái này, các bạn không nên vội vàng gì hết, các bạn phải phát âm đúng đã. Và các cái phát âm đúng rồi thì bắt đầu học cái khác. Vậy sau khi được một số cái từ cơ bản để các bạn trong cuộc sống, các bạn đi làm, các bạn làm những cái gì đó mà những cái cần thiết quá, các bạn phải phải biết đầu từ đầu đã.
Rồi thì bắt đầu là các bạn khi biết được mấy từ đó và các bạn phát âm đúng rồi thì bắt đầu các bạn mới đi bắt đầu học những kiến thức về ngữ pháp cơ bản. Thì kiến thức cơ bản về ngữ pháp thì trong các bài của mình cũng nói rồi là các bạn có kiến thức cơ bản ngữ pháp, bởi vì cái mình như mình đã nói cái đặc điểm của tiếng Séc là phải ngữ pháp. Bạn không có ngữ pháp bạn không nói được. Không nói được thì người người Séc người ta không hiểu. Đó, thì nhất là cái ngữ pháp mà về chia động từ các thứ. Rồi các cái đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu. Rồi các bạn phải nói cho đúng. Đó là học về kiến thức ngữ pháp. Xong khi có một số kiến thức ngữ pháp rồi thì các bạn thử nghĩ trong đầu các trường hợp cần thiết để tạo ra các mẫu câu cơ bản đơn giản. Đó. Thì bây giờ ví dụ như bạn bây giờ bạn phải nghĩ bây giờ nói câu tao ăn thì nói thế nào nhỉ? Tao ăn thì im đúng không? Là tao ăn đúng không? Thế mày ăn thì nói is đúng không? Hoặc là đi thì I do đúng không? Ti ti thì I dash đúng không? Thế đó các câu hỏi ví dụ bây bạn bạn nghĩ trong đầu là ngày mai ta đến bưu điện chẳng hạn thì đi lấy cái thư hả? Thế bây giờ bạn phải nghĩ trong đầu à bây giờ lấy cái thư thì nói sao ta? Thư là dopis đúng không? Thì cái gì? I do prodopis, dopis. Thế bạn nói trong đầu, nghĩ trong đầu vậy. Bắt đầu là khi lúc đó là bạn đã có những kiến thức cơ bản về ngữ pháp rồi, bắt đầu bạn phải nói được. Bạn không có kiến thức cơ bản về ngữ pháp bởi vì cái chia động từ bạn phải sang học cái chia động từ. Các bạn mà không chia được động từ thì các bạn không nói được. Đó thì là sau khi mà tạo các mẫu cơ bản đó, bất cứ một cái câu nào bạn cũng phải nghĩ trong đầu và bạn nói ở cái cách này bây giờ thế này, cái câu này mình nói sao cho đúng. Đó thì sau khi mà bạn nói các câu đó rồi, bạn nghĩ trong đầu rồi, bạn kiểm tra xem là cái câu đó có đúng không thì bạn lại cũng dùng phần mềm này. Đó, ví dụ như bây giờ ở đây là bạn nói tiếng Việt đi, viết tiếng Việt đi. Thì bạn cứ nói đi. À, tôi đi đến bưu điện. Đây là tiếng Séc. Đó, nó mà sang bên này nó dịch cho bạn luôn. Thế bây giờ cái này á, đôi khi nó dịch không đúng đâu, nhưng mà hầu như nó dịch đúng hết á. Thì các bạn cứ gọi là, hoặc là bây giờ nói câu nữa. Ngày mai tao đến trường. Đó, nó nói đúng không? Nó đúng hoàn toàn á. Nếu như bên này nó dịch sai á thì các bạn dùng cái kiến thức ngữ pháp của mình để các bạn sửa bên này, nhưng hầu như nó dịch đúng rồi đấy. Rồi ví dụ những cái câu nó vậy, hoặc là nói một câu gì đó thì đó nó lại dịch ra đúng hoàn toàn. Nên là các bạn rất là tiện ở cái phần mềm này. Như vậy thì các bạn cứ có câu gì các bạn nói bằng tiếng Việt đi, sau đó các bạn tự nó dịch ra tiếng Tiệp cho bạn, tiếng Tiệp cho bạn, sau đó bạn kiểm tra xem là cái theo cái ngữ pháp mình học á thì nó nói là có thế này là có đúng không. Nhưng mà thực ra là nếu như bạn copy toàn bộ cái câu này á rồi về ví dụ sau đó bạn nghe nó nói này, Řekni něco trochu něco. đó nói thì bạn tập theo nói đi, nói vậy mà nếu mà nói ngắn thì bạn viết muốn cái câu ngắn thì bạn nói bên tiếng Việt này nó ngắn thôi, mà muốn câu dài thì nói câu dài, như vậy là nó nói đúng rồi này. Řekni něco trochu něco. Đó thì như vậy là có phải bạn nghe chuẩn không? Nghe chuẩn như vậy thì như vậy là bạn đã nói đúng rồi đó. Mà mình thấy hầu như nó dịch đúng hết, nếu đôi có trường hợp nó dịch ngữ pháp sai nhưng hầu như không sai đâu. Nên như vậy là đấy là cái phương pháp học. Bạn không biết tiếng gì, bạn cần nói câu gì bạn nói ra tiếng Việt. Ra đây, bạn nói thôi là nó tự dịch ra tiếng Việt, tiếng Tiệp cho bạn, sau đó bạn kiểm tra à nó tại tại là tại sao lại xét cái nhi. Đó. Thì mình phải học tiếng Pháp, ngữ Pháp rồi thì mình biết. Rồi ở đây là xét cái nhi là gì? Tại vì cái động từ của nó là xét cái nâu là nói, xét cái nâu mà xét cái nhi là động từ mệnh lệnh thức. Mình có cũng có cái phần mệnh lệnh thức cho bạn đấy đó. Các bạn đấy đó. Thì là mệnh lệnh thức nó ra lệnh đó. Thì mày hãy nói. Đó thì là các bạn phân tích ngữ pháp là vậy. Nên là như vậy là các bạn khi mà đã gọi là học được những cái đó rồi thì rất là nhanh. Rồi nghĩ trong đầu rồi phát âm mình phát âm luôn và nghe nói câu chuẩn là được. Khi bạn nghe chuẩn rồi thì các bạn đọc một số đoạn text ngắn copy lên cái trang này. Ví dụ như những cái text của mình á
hoặc là các bạn viết một đoạn text nào đó, hoặc là bạn nói một đoạn nào đó, bạn nói lên ở trên cái bằng tiếng Việt, nói tiếng Việt, sau đó bạn copy, bạn cũng làm như vậy, thì như vậy là bạn sẽ đọc được và bạn dùng cái ngữ pháp của bạn, bạn phân tích xem là cái trường hợp này nó dịch đúng chưa, nếu chưa đúng thì mình sửa lại đó. Rồi là sau đó ý mình nói đây tiếp tục thì chỉ có việc học ngữ pháp và nói nhiều từ mới tốt, học thuộc lòng, nói một số đoạn text, học hồi đi học bọn mình học cả một cái đoạn text, gọi là đoạn text, đoạn văn dài như vậy, thầy giáo bắt đọc thuộc hết, đọc ví dụ nói về nông nghiệp mình nói hẳn luôn cả một cái bài, mình tự mình nói luôn, đọc như trẻ con á, đọc thuộc lòng cả bài luôn. Thì như vậy thì tại sao mình phải đọc thuộc lòng như vậy, bởi vì đọc thuộc lòng như vậy thì khi nghe nghe người sếp nói á là mình không phải dịch ra tiếng Việt nữa, mà mình cứ nghe cả cái câu là mình hiểu ý họ nói gì rồi đó. Thì đó là tại sao cái quan trọng của đọc cả một đoạn text là vậy đấy, chứ khi bởi vì khi mình nghe người ta nói cả một đoạn dài như vậy mà mình ngồi đi đọc đọc dịch từng chữ là không bao giờ dịch được, mà vì những cái bạn đoạn văn đó mình đã học thuộc, mình đã ngấm hiểu à cái đoạn văn đó nó nói vậy rồi. Ví dụ như bạn đi đến đến bác sĩ, bạn đọc nguyên cả một cái bài mà trên mạng mà người ta đưa đến bác sĩ thì nói những câu gì, bạn đọc nguyên cả cái bài đó, đọc thuộc lòng luôn. Như vậy thì sau này bạn đến nghe người ta nói bạn sẽ hiểu gần như được 70-80% đó. Thì đó là cái học thuộc rất quan trọng, phải học như trẻ con á, học thuộc lòng cả bài luôn. Rồi sau khi mà thuộc lòng rồi còn đến bài chín là khi đi làm một việc gì thì người sếp chuẩn bị viết ra, rồi viết ra tiếng Việt sau tiếng sếp đó. Thì cái đoạn này là mình nói là khi bạn mà đến một chuẩn bị ví dụ ngày mai ngày kia bạn chuẩn bị đi đến công sở làm một cái gì đó, thì bạn nói tiếng Việt ra đó, sau đó là bạn cứ cái câu bạn cần nói, sau đó nói vào cái phần mềm này này, nói vào cái phần mềm này này, bạn cần nói cái gì, ví dụ như bạn nói là chào anh, tôi cần đóng tiền bảo hiểm xã hội đó, nó ghi ra cho bạn hết này đó. Rồi là số ISO của tôi là rồi bạn nói 1 2 3 4 5 6 đó, ví dụ vậy đó, nó dịch ra cho bạn hết. Như vậy là bạn phải khi bạn đi làm một việc gì bạn phải nói, nếu mà nói tiếng Tiệp chưa chuẩn thì bạn nói tiếng Việt đi, sau đó nó sẽ tự dịch ra cho bạn hết, mà mình thấy phần dịch là tương đối đúng, không sai mấy đâu. Nếu bạn nói được đúng y như cái phần dịch bên này là bạn đã thành công, đó là người người sếp người ta hiểu bạn rồi đó. Thì như vậy là bạn nói bằng tiếng Việt thôi nha, không cần nói tiếng Tiệp nữa nha, là tự nó dịch bên này, sau đó bạn đọc thuộc ở bên này, bạn phân tích cả cái đoạn này bằng ngữ pháp, rồi sau bạn học thuộc lòng bên này thì tự nhiên bạn là làm được cái việc đó trơn tru, bạn không phải mất 500 ngàn, 1 ngàn 2 ngàn nhưng cho người dịch vụ gì hết, là bạn tự nhiên bạn tiết kiệm được một khối tiền này đó. Thì đó là mình đang còn nói cái gì rồi đó, thì dịch lại tức là ý mình nói là tại sao bạn phải học ngữ pháp là vì vậy, nếu mà bên tiếng Séc mà phần mềm nó dịch tiếng Séc không đúng mà bạn đọc mà thấy nó dịch bị sai á, hoặc các từ ngữ nó bị sai á, thì bạn có thể dịch lại. Nhưng hầu như mình nói là nếu như bạn nói họ có dịch sai bạn nói thì người Séc vẫn hiểu, nhưng mà nếu để chuẩn nữa thì bạn nên dịch lại một chút. Rồi sau đó với đến bậc cuối cùng là bạn với nghe người bản xứ nói chuyện đó. Nhiều bạn chưa học đã đòi nghe người bản xứ nói chuyện, làm sao mà bạn nghe được, nên bạn phải nghe người bản xứ nói chuyện, đi ra đường nghe họ nói cái gì, mà tập một cái thói quen là bạn phải tổng không được nghe người ta nói một câu đó, bắt đầu bạn dịch dịch ra tiếng Việt, trong đầu dịch ra tiếng Việt bạn không thể dịch nổi, mà bạn dịch được một từ thì người ta nói đến sang hai từ thứ ba thứ tư mất rồi, nên bạn không thể, mà bạn cứ tập nghe xem họ nói câu này là cái nói cái từ gì nhỉ, dù cái từ giờ đó mình chưa hiểu tiếng nghĩa của nó, mình quên cái nghĩa của nó đi, nhưng mình cứ mặc kệ nó, mình cứ nghe, à mình phải nghe được các cái từ họ nói,
là nghe từ họ nói gì, nghe từ họ nói gì, và mình bắt đầu là mình cứ nhiều lần mình nghe như vậy thì mình sẽ hiểu được à họ nói cái gì. Chứ đầu tiên bạn không thể bục vô một cái bạn nghe người ta nói, bắt đầu bạn nói ừ, nghe nói không thể nghe được, đúng không, bao giờ nghe được hết, mà bạn phải từ từ. Đến bước thứ 8 này, bạn tập nghe người bản xứ nói chuyện và không được có thói quen là dịch ra tiếng Việt, mà bạn phải tổng hợp cả một câu đó, bạn phải đoán đoán. Đầu tiên là bạn nghe được một số từ quen thuộc rồi bạn đoán à cái này có thể họ nói về cái này, họ nói về cái kia đó, thì đó là sẽ nghe, bạn thuộc được càng nghe được càng nhiều từ thì bạn càng hiểu cái câu nói đó càng chuẩn, mà không á, thì bạn cũng dịch được 70-80% là họ nói cái gì rồi đó, thì lúc đó là bạn thành công. Khi đến khi nghe được người bản xứ nói chuyện là bạn đã thành công trong quá trình học tập đó. Nhưng mà ở người Việt mình đôi khi hay có một cái thói quen là có dấu sắc trên là cứ đọc như kiểu tiếng Việt đó, đọc nhí, pan nhí, rồi start nhí, cứ nói vậy, nó cứ cứ có dấu sắc đấy nghe không đúng, mà người không, người Séc người ta không nói nhí, mà người, bạn nếu cùng lắm bạn dùng chữ nhì cho mình đi, hoặc là pan nhì nữa đi cho nó dễ đi, chứ bạn nhí là nghe nó nghe càng chối à. Nên là tất cả các dấu sắc bạn đọc trong trong tài liệu bạn không được dịch sang dùng dấu sắc, mà bạn dùng, nếu mà bạn không nói được cái từ nó kéo dài thì bạn làm chữ bạn giống như có dấu huyền như mình đi, pan nhì đó, cứ pan nhì đi đó, đốp rì đi đó, cứ ba rì cho nó quen đi, cho bạn không được ba đốp rí, bạn nói như vậy là không có được. Đó là cái phát âm kỵ nhất của người Việt mình hay nghe, là các bạn hay nói là dấu sắc đó. Thì hôm nay mình nói một cái kinh nghiệm học, thực ra là mình thì học tiếng mình không giỏi đâu, nhưng mình cũng cái khả cái sở trường của mình là học về bên kỹ thuật, về bên phần mềm, và học những cái chứ còn về cái tiếng thì mình cũng không phải thuộc dạng giỏi đâu, mình hồi đi học mình cũng thuộc dạng trung bình à. Nhưng mà có cái mình có cái những cái, nhưng cái trung bình của mình học thì các bạn học cho được trung bình của mình cũng khó. Nhưng mà có điều là mình ý mình truyền lại một số kinh nghiệm cho các bạn như vậy, và các bạn phải chăm chỉ, mình cũng vậy thôi, phải bây giờ cũng cứ thỉnh thoảng đôi khi mình vẫn phải học tiếng Anh để cần thiết, vì trong cái học cái ấy của mình, trong công việc của mình đôi khi cần nên mình phải tiếp tục học, có nó là học cả đời chứ các bạn không chỉ nghĩ là học một ngày hai ngày nó ra được toàn bộ đâu. Nên là hôm nay mình có một cái kinh nghiệm như vậy để nói với các bạn, để các bạn có cái quyết tâm học tập. Xin chào các bạn.